Dạ, mình chào quý cô chú anh chị em trên kênh ha. Đây tiếp tục quay trở lại nhà vườn của chị Cúc nha. Sẽ có một số hoa giấy hôm nay size lớn của anh chị em muốn giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình, gồm có ngũ sắc và một số dòng khác ha. Đúng rồi. Rồi chào chị Cúc. Dạ anh chào anh Thái. Dạ mến chào cô chú anh chị đang xem kênh anh Thái. Hôm nay em có một số hoa giấy để giao lưu cô chú anh chị, mong cô chú anh chị ủng hộ cho em ạ. Số điện thoại của em là 0703236412 là số Zalo của em. Và không mất thời gian, em lên là cây số 1 là cây trắng phất hồng sakura. Chiều cao là 1m05 ạ. Bán ngang là 98 ạ. Bình 19 này là 25. Củ sạch đẹp nha cô chú anh chị. Mã số 1 là 750.000 bao ship ạ. Tàn tròn xoe của anh chị em đang full búp á. Tiếp theo là mã số 2. Cây hồng găng ạ. Chiều cao là 1m05. Tán ngang 1m05 ạ. Hoành 22. Ngày một rễ của anh chị em, nó co lắc à. Dạ. Nhìn rất là quái luôn, phôm tàn thì tròn xe ha. Cái này hàng lớn nha cô chú anh chị. Mã số 2 là 1.300.000 ạ. Bao ship miền Nam nha cô chú anh chị. Này ghép xe với cô chú anh chị. Dạ. Những cái cây xe lớn này ghép xe. Do nó vượt khung không đi được, bưu điện được với cô chú anh chị. Mã số 3 là một cây ruby tím lửa, size to. 3 là một cây ruby. Chiều cao là 1m15 ạ. Bán ngang là 1m ạ. Hoành 24. Cây đế rất là già quý anh chị em. Mã số 3 là 1.300.000 ạ. Bỏ xuống nó đại không kéo lại. Tiếp theo là mã số 4, cây tiểu Ấn Độ ạ. Một cây tiểu Ấn Độ hoa đậm quý anh chị em. Cây một cốt ạ. Chiều cao 1m4 ạ. Tán ngang là 1m1. Đầu vị trí này là 24 ạ. Đế giống như con thú quý anh chị em, có cái đuôi luôn ha. Mã số 4, 1.300.000 cây tiểu Ấn Độ ạ. Tàn đặc. Mà số 5 là một cây tiểu Ấn Độ quý anh chị em. Cây rất là đẹp luôn, nó có một cái cành bay. Dạ. Dạ chiều bay của cây là 1m3. Ủa chiều tán ngang. Dạ chiều cao là 1m ạ. Này ghép xe của anh chị em, này là không. Dạ. Đóng khung được nha. Nó có một cành phóng bay. Hoành 16. Đế sạch nha cô chú anh chị. Mã số 5 là cây một cây tiểu Ấn Độ 1.300.000 ạ. Xuống nó lại. Xuống đi. Tiếp theo là mã số 6. Cây này ghép nhiều màu lửa quý anh chị em. Dạ. Một cốt ha. Cây này gồm có ruby tím lửa, trắng lửa, hồng lửa, đỏ lửa. Chiều cao 1m5 ạ. Tán ngang là 1m ạ. Mình vị trí này là 18. Đây, mã số 6 là 1.200.000 ạ. Cây cái tàn tròn. Mà xuống nó đại hồi kéo lại. Mã số 7 là một cây ngũ sắc, phải nói là rất là đẹp quý anh chị em. Mã số 7. Này vô chậu nhựa lục giác, chậu 6 á. Chiều cao 1m5 của chú anh chị. Tán ngang là 1m ạ. Hoành này 20. Cái này nó bị ấy chút xíu của chú anh chị. Này không do nó cái tàn nó nặng quá anh chị em. Vô chậu bắt đầu nó nghiêng qua cái nó bị nứt da thôi. Dạ. Nứt rễ thôi, nó không có bị gì. Dạ. Thì cây này ngũ sắc, có phơm tàn tròn đặc, gồm có màu vàng, màu cam, màu hồng, màu đỏ và màu trắng phất hồng trên cây nha quý cô chú anh chị. Mã số 7 này là 1.400.000 ạ. Nghiêng cái phơm tàn anh.
Tàn nó tròn như trái banh nè. Đó chứ. Mã số 8 vẫn là một cây ngũ sắc ha, tàn lùng lực. Này hai người bê quý anh chị em. Mã số 8. Này ghép xe đi thì cây nó sẽ khỏe nha. Chiều cao là 1m5. Tán ngang là 1m2 ạ. Hoành 32. Nguyên một bệt đế quý anh chị em. Mã số 8 1.400.000 ạ. Tiếp theo mã số 9. Vẫn là một cây ngũ sắc thái 5 màu. Đế nó già quý anh chị em. Chiều cao là 1m15 ạ. Cây kẹo búp hết trơn. Tán ngang là 1m2 ạ. Hoành 30. Mã số 9 này là 1.400.000 ạ. Tàn đặc quánh á. Mã số 10 là một cây cam lửa quý anh chị em, một màu á. Số 10 một cây cam lửa. Tàn tròn xoe. Chiều cao là 1m. Tán ngang là 1m1 ạ. Hoành 22. Cây này một rễ luôn quý anh chị em. Già lên da luôn. Mã số 10 là 1.200.000 ạ. Một cây cam lửa tàn tròn quay. Mã số 11 là một cái cây hồng gân hoa siêu đậm quý anh chị em. 11 cây hồng gân ạ. Size rất là to luôn. Cây này xứng đáng đồng tiền quý anh chị em, hàng khủng á. Chiều cao là 1m25. Tán ngang là 1m3. Hoành này 30 ạ. Đế nó già nó chảy rồi. Này nó bị chút xíu chứ anh chị. Nó khi mà bị cái phôi cũ á, lúc mà nhập về. Dạ. Mã số 11 là 1.500.000 ạ. Cái phôm tàn đặc và tròn. Đó, nó full hoa quý anh chị em. Mã số 12 tiếp tục vẫn là hồng gân, hai cây đạn cặp ha. Dạ. Hồng gân luôn ạ, 12. Chiều cao là 1m3. Tán ngang là 1m2 ạ. Hoành này 26. Mã số 12 là 1.500.000 ạ. Phôm tàn nó tròn đặc quý cô chú anh chị. Tiếp theo là mã 10, 13. Cây ngũ sắc ạ. Chiều cao là 1m15 ạ. Tán ngang là 1m1 ạ. Hoành 26. Mã 13 là 1.400.000 ạ. Vẫn bao phí 200-300 km đưa quý anh chị em, bán kính ha. Cho cây này xe lớn quý anh chị em. Tiếp theo là mã 14. Cây ngũ sắc luôn ạ. Chiều cao là 1m25 ạ. Tán ngang là 1m ạ. Hoành là 25. Mã 14 này 1.400.000 luôn ạ. Mã số 15 là một cây ngũ sắc một cốt phải nói. Rất đẹp quý anh chị em. Mười lăm. Cây này chiều cao 1m cử chú chị. Tán ngang 1m ạ. Và nơi vị trí này là 28 ạ. Một cốt hơi lắc nhẹ nha quý cô chú anh chị em. Cây đang full bông. Mã số 15 này là 1.400.000 ạ. Nè. Mã số 16.
Cái đó đó. Ngũ sắc luôn ạ. À. Chiều cao là 1m15 ạ. À. Tán ngang là 1m05 ạ. À. Hoành 21. Mã số 16 này 650.000 ạ. À. Mã số 17. Ngũ sắc luôn ạ. À. Cây này đang sổ nụ quý anh chị em. Chiều cao là 1m2. Tán ngang là 1m05 ạ. À. Hoành 17. Mã số 17 này là 800.000 ạ. À. Số 18. Chiều cao là 1m1 ạ. À. Tán ngang là 97 ạ. À. Hoành 23. Mã số 18 này là 800.000 ạ. À. Tiếp theo mã số 19. Chiều cao là 87. Tán ngang là 90 ạ. À. Hoành 20. Cây một rễ co lắc của anh chị em. Mã số 19 này là 1.300.000 bao đi khi đi ship con chậu luôn nha quý anh chị. Mã số 20. Một cây tím siêu bồng form tròn xe. Để quái quý anh chị em. Chiều cao là 60. Tán ngang là 55 ạ. À. Hoành 21. Mã số 20 này là 408 ạ. À. Tháo 21. Tím siêu bông luôn ạ. À. Hai cây này một cặp đó anh chị em. Chiều cao là 70 ạ. À. Tán ngang là 50 ạ. À. Hoành này 20. Mã số 21 này là 480.000 ạ. À. Mã số 22. Ngũ sắc thái năm màu. Chiều cao là 1m05 ạ. À. Tán ngang là 90 ạ. À. Cây tàn hơi bay bay quý anh chị em. Hoành 19 này là 20. Mã số 21 này 650.000 ạ. À. Theo mã số 23. Chiều cao là 1m1. Tán ngang là 90 ạ. À. Hoành là 21 ạ. À. Mã số 23 là 800.000 ạ. À. Theo mã số 24. Một cây ruby tím lửa của anh chị em. Chiều cao là 1m07. Tán ngang là 75 ạ. À. Hoành 17. Cây mã số 24 này là 480.000 ạ. À. Mã số 25. Một cây cam lửa ha. Dạ. Chiều cao là 1m05. Tán ngang là 85 ạ. À. Hoành 19 này là 20. Mã số 25 này là 480.000 ạ. À. Mã số 26. Ruby tím lửa anh chị em. Chiều cao là 1m06. Tán ngang là 75 ạ. À. Hoành 20. Mã số 26 này là 480.000 ạ. À. Tiếp theo mã số 27. Vẫn là ruby tím lửa luôn. Chiều cao là 70. Tán ngang 70 ạ. À. Dạ hoành 15, mã số 27 cũng là cây của clip. Mã số 27 là 480.000. Rất mong cô chú anh chị ủng hộ cho em, xin mến chào ạ. Rồi, hẹn gặp lại anh chị em vào clip tiếp theo nhà vườn chị Cúc nha.